Xin chào, tôi là Dư Leo. Nếu trong một đêm bạn có được siêu năng lực, bạn có đi dẹp loạn cho dân, cướp của người giàu chia cho người nghèo không? Có một người đàn ông rơi từ tầng 9 xuống, nhưng lại chẳng hề hấn gì. Anh ta có thể đấm thủng cửa sắt, tay không bê ATM đi, xé toang cửa xe rửa tiền như xe giấy. Số tiền cướp được anh ta không tiêu gì, ngoài mua một loại sữa chua mình thích nhất chất đầy tủ lạnh. Anh ta chính là Angel Security, nhân vật phản anh hùng trong bộ phim G siêu năng. Chuyện phải kể từ một lần trộm đồng hồ. Angel sơ sẩy bị cảnh sát tuần tra trên đường phố truy đuổi. Không muốn đi bóc lịch, trong lúc cấp bách, anh ta đã nhảy xuống dòng sông bị ô nhiễm. Angel may mắn thoát khỏi truy bắt, nhưng lại bất cẩn đạp vỡ một thùng chất thải phóng xạ. Cả người anh chìm sâu xuống nước. Sau khi Angel tê tả bò lên bờ, anh bắt xe buýt về nhà. Suốt chặng đường, Angel rất bất thường. Vừa về đến nhà là nôn thốc nôn tháo, người run cầm cập cuốn chặt chăn. Nhưng khi tỉnh dậy, đầu óc anh minh mẫn lạ thường, ăn uống ngon lành. Mang cái đồng hồ vàng chiến lợi phẩm hôm qua đi tìm gã béo, Angel kiếm được 100 euro. Dù khoản thu chẳng nhiều nhặn gì, nhưng gã béo lại giao cho Angel một nhiệm vụ mới. Đến nhà gã béo, Angel mờ mịt nhìn gã ta chuẩn bị đồ dùng cho nhiệm vụ. Từ ngày mẹ mất, cô con gái Alexia xinh đẹp của gã đâm ra hơi thần kinh. Cô còn là fan cứng của bộ phim hoạt hình Girls Score G. Hóa ra nhiệm vụ lần này của Angel là cùng gã béo lấy hàng cho hai kẻ vượt biên chuyển thuốc bằng người. Cách màn hình cũng ngửi thấy mùi nguy hiểm của nhiệm vụ lần này. Angel nhặt những thứ gã béo đánh rơi lên. Dưới sự chỉ huy của gã béo, Angel dìu hai người kia lên tầng 9 của một tòa nhà bỏ hoang vì gã béo mượn ống nước ở đây. Ngay lúc Angel còn đang không hiểu đầu cua tay nheo thế nào, một trong hai người kia sùi bọt mép, chết tại chỗ vì hàng trong cơ thể bị vỡ. Người còn lại quá kinh hoàng, cướp lấy súng của gã béo. Dù đã trúng hai phát đạn, gã béo vẫn đập vỡ đầu anh ta. Trong lúc tên bay đạn lạc, Angel né không kịp đã bất cẩn ngã xuống từ tầng 9. Nhưng khi bụi đất tan hết, Angel lại đứng dậy mà chẳng hề hấn gì. Kẻ trộm vặt ngày thường như anh ta nào đã thấy được cảnh này. Anh ta sợ hãi, chạy như bay về nhà. Angel vừa ăn sữa chua cho bớt sợ rồi xem phim con heo. Ai ngờ Alexia mãi không đợi được bố về, thế là theo đến tận cửa nhà Angel. Angel vốn định đấm cửa để cô im lặng một lát. Một quyền vung lên, cửa sắt thủng luôn một lỗ, khiến Alexia bên ngoài sợ hãi bỏ chạy. Angel muốn thử thêm, anh ta dịch cái tủ ra chặn ở cửa một cách nhẹ nhàng. Anh ta còn gỡ máy sửa ra, bẻ cong nó nhẹ như không. Nếu xương cốt đã cứng cỏi lạ kỳ, tất nhiên phải làm nghiệp lớn. Angel mặc áo trùm khăn, đội mũ, đứng ngay trước camera đi đường quyền, ôm luôn máy ATM đi. Mục đích của anh ta rất đơn giản, đó là ăn sữa chua không cần liếm nắp. Angel có tiền là đi mua hai túi sữa chua to đùng. Trong gương, Angel thấy vết thương trên vai mình đã lành từ lâu. Tuyến trên của gã béo Chingaro vì không đợi được hàng cũng không tìm thấy gã, nên đùng đùng tức giận tìm đến nhà lật tung hết lên. Trong lúc hắn lấy dao uy hiếp bắt Alexia nói ra chỗ gã béo ẩn nấp, Angel che kín mặt mũi phá cửa sổ xông vào. Vốn tưởng có đứa đến nộp mạng, nào ngờ lại đụng phải thú dữ. Angel một tay nhấc bổng tên béo nặng gần tạ ném ra ngoài. Mấy tên lâu la khác tất nhiên càng là hạng tôm tép. Bọn chúng bị đánh đến mức kêu gào thảm thiết, thấy đánh không lại liền xôi xéo. Angel đưa Alexia về nhà mình rồi nói rõ thân phận. Ai ngờ Alexia xinh đẹp lại hoan hô ầm ĩ, cho rằng Angel là anh hùng trong hoạt hình. Có thể tự do biến thành người hay thành robot G, còn có thể cứu giúp con người. Angel chẳng có tí hứng thú nào với vai anh hùng. Anh chỉ muốn sống cho tốt đời mình. Tối đến, Alexia ngủ ở chỗ Angel. Angel cố đè nén ngọn lửa trong lòng. Anh vô tình lôi cái hộp kính của gã béo trong túi ra. Ban ngày lúc nhặt đồ của gã, anh đã tiện tay nhét vào túi. Bên trong có mấy tờ giấy. Nhìn kỹ thì Angel nhận ra đó là kế hoạch cướp xe vận chuyển tiền. Angel chuẩn bị hành động theo kế hoạch. Để đảm bảo an toàn, anh đã đưa Alexia vào viện an dưỡng. Anh nói dối mình phải đi tìm bố cô, sẽ mua cả váy công chúa cho cô nữa. Ở một nơi khác, trong Chingaro đầu đường xó chợ thế thôi, hắn còn ôm mộng nổi tiếng, xem video Angel cải trang che kín mặt mày, ôm máy ATM đi ngay dưới camera vừa đăng tải là có hàng chục nghìn lượt click. Hắn hâm mộ gần chết. Nếu trong băng có một thành viên siêu đỉnh thế này, ngày huy hoàng sẽ chẳng còn xa. Hôm nay, hắn phải đưa anh em đi cướp xe vận chuyển tiền. Ôm quyết tâm chiến thắng, cả đám hát hò rồi xuất phát theo kế hoạch. Lúc chúng còn đang mai phục trong bụi cỏ, Angel trên cầu bất ngờ ra tay trước. Anh lấy đá phi vỡ kính chắn gió chiếc xe rồi nhảy từ trên cầu xuống.
Andrew tay không đấm vỡ kính buồng lái, lôi lái xe ra, liệm như liệm một mẩu thuốc lá. Kế đó, anh xé rách cửa thủng sau xe như xé giấy. Mắt thấy mồi sắp bay mất, Gingaro không kín đáo nổi nữa. Hắn vén mũ lên, nã đạn thẳng vào người che mặt. Dù sao người ta cũng là nam chính, nhờ một bước dịch chuyển thần kỳ, Andrew đã thành công thoát khỏi vòng vây. Lần này, anh cuối cùng cũng coi như thực hiện được giấc mộng mua sữa chua thả cửa, cái tủ lạnh chất đầy sữa chua. Anh còn mua cho mình máy chiếu mình thích nhất và đĩa phim Robot G mà Alexia thích. Andrew vừa ăn sữa chua vừa xem phim, đời quá đỗi hạnh phúc. Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, Andrew đứng dậy liền phát hiện xe cảnh sát đỗ dưới nhà mình. Không lẽ thời buổi này, các chú cảnh sát lại nhanh nhẹn đến thế? Liền mở cửa ra xem, hóa ra Alexia đã trốn khỏi viện an dưỡng. Cô còn tự nhận mình là người yêu của Andrew, sau khi bị cảnh sát phát hiện thì được đưa tới đây. Alexia hứng chí bừng bừng, lấy ra mũ robot G bằng len, bảo là do chính tay mình làm. Mong Andrew có thể đeo vào lần biến hình tiếp theo. Thấy đĩa phim trên sofa, Alexia càng mừng rỡ đến mức không nhấc nổi chân. Hai người cùng ngồi xem bộ phim hoạt hình mà Alexia yêu thích nhất, quan hệ bất giác cũng càng lúc càng gần gũi hơn. Alexia ôm chặt lấy Andrew, bảo anh vào núi lửa cứu bố mình. Andrew bất lực nhưng không dám nói thật với cô. Anh đành đưa cô đến khu vui chơi trẻ em để giải tỏa tâm trạng. Vì nơi đó đã đóng cửa, đu quay khổng lồ không hoạt động. Để làm Alexia vui, Andrew tiếp tục thể hiện sức mạnh kỳ lạ. Anh đã khiến đu quay hoạt động bằng tay không. Alexia bên trong vui vẻ như một đứa trẻ. Hai người mua được một chiếc váy cô thích ở trung tâm thương mại. Họ biến phòng thử đồ thành quán bar, phóng túng bản thân. Nhưng vì Andrew cứ chần chừ không chịu đi cứu bố Alexia, nên hai người đã cãi lộn, cô bỏ chạy, bắt xe điện đi mất. Để níu kéo cô, Andrew chẳng bận tâm tới việc che giấu thân phận nữa. Dưới sự chứng kiến của đám đông trên quảng trường, Andrew lấy tay không kéo cái xe điện lệch khỏi quỹ đạo. Sau khi lên xe bày tỏ với Alexia một cách chân thành, anh bế cô như bế công chúa xuống xe. Andrew cũng quyết định nói thật với cô, anh đưa cô đi gặp người bố đã mất. Ở một nơi khác, vì mãi không giao được hàng cho chị đại bên trên, Gingaro lâm vào bước đường cùng, chỉ đành tự tìm đến gã bồ gay của mình. Nhưng vừa cầm được tiền, chị đại bèn cho người đến tìm hắn. Chúng không chỉ bắn gã bồ mà còn cướp luôn số tiền hắn vừa vay được, thậm chí còn chuẩn bị thiêu sống hắn. Trong lúc nguy cấp, gã bồ chứa chết hẳn kia đã bắn hạ bọn chúng. Chị đại trúng đạn chỉ có thể hốt hoảng rời đi. Biết rõ một khi người đàn bà đó còn sống rời khỏi đây, Gingaro sẽ chẳng sống được bao lâu nữa. Trong lúc gấp gáp, hắn đã giết luôn gã bồ mới cứu mình. Về nhà, hắn xem được đoạn tin có cảnh Andrew chặn xe do đám đông quay lại. Lúc này hắn mới biết, hóa ra kẻ bịt mắt cản trở kế hoạch của mình chính là Andrew. Cùng lúc đó, Andrew biết thân phận mình đã bại lộ nên cũng lên kế hoạch đào thoát. Ở nhà nghỉ, ôm Alexia trong lòng, lần đầu tiên Andrew mong ngóng cuộc sống tương lai. Thế nhưng Gingaro xách súng gây mê, lên tấn công Andrew không hề cảnh giác. Hắn lấy băng dính cuốn Andrew như xác ướp, rồi hắn lấy video hành hạ Alexia uy hiếp Andrew, bắt anh phải nói ra sự thật về siêu năng lực của mình. Một khi hắn có được sức mạnh như này, hắn không chỉ nổi tiếng mà còn thích gì làm nấy, trả thù xã hội. Để Alexia không phải chịu khổ, Andrew chỉ đành đưa hắn đến bên bờ sông ô nhiễm. Thế nhưng chị đại kia đưa sát thủ đến, vừa xuống xe là nã đạn. Gingaro vừa dùng Alexia làm lá chắn vừa bắn trả. Vậy mà vẫn không thể thoát khỏi số phận bị bắn thành cái sàng, Alexia cũng không qua khỏi. Chị đại thiếu xác Gingaro sau khi thấy hắn chìm xuống sông mới hài lòng bỏ đi. Trước khi chết, Alexia bảo Andrew đừng quên biến thành robot G đi cứu những người đang trong cảnh nguy khốn. Ôm lấy Alexia đã tắt thở, Andrew đau đớn vô cùng. Sau khi trời sáng, Gingaro hấp thụ chất phóng xạ bỏ lên bờ từ dưới sông. Hắn đã bị thiêu sống đến nỗi mặt mày biến dạng. Sau khi tự biến mình thành nhân vật thực tế ảo, hắn đuổi giết đến nhà chị đại, khiến cả đám người hết hồn tưởng gặp ma. Gingaro khao khát được nổi tiếng đã lấy điện thoại quay lại, bắt đầu thong thả một mình chống mafia theo nhịp nhạc nền. Sau khi bóp nát mặt chị đại trong tiếng nhạc, hắn kết thúc bằng một dáng chụp ảnh hoàn mỹ. Gã này đúng là bán mạng để được nổi tiếng. Khi tất cả kết thúc, nhìn thấy vòng vũ khí bí mật đầy ắp của chị đại, Gingaro nở nụ cười hài lòng. Ở nơi khác, cái chết của Alexia khiến Andrew như mất đi cả thế giới. Anh lang thang băng qua đường, hướng về nơi xa. Đột nhiên sau lưng xảy ra một vụ tai nạn xe nghiêm trọng. May mà có cảnh sát qua đường cứu được người mẹ ở ghế lái. Lúc này, chiếc xe bị lật bỗng bùng cháy. Người mẹ gào khóc lên rằng con gái còn ở bên trong. Tất cả đã bó tay, Andrew không hề do dự lao tới.
Anh kéo cửa xe, an toàn ôm đứa bé ra trước khi chiếc xe phát nổ. Người mẹ lao đến ôm chặt lấy Andrew. Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được cái ôm từ người lạ. Ngày trước anh làm chuyện xấu, khiến người đời khinh thường, miễn cưỡng duy trì cơm áo. Lần đầu được vươn mình khiến anh bắt đầu ý thức được. Alexia chưa từng nói sai, sức mạnh siêu nhiên của mình thực sự có thể cứu giúp con người. Khoảnh khắc này, Andrew đã không còn là tội phạm nữa mà là siêu anh hùng trong mắt mọi người. Lúc ấy, tin tức ở cửa hàng bên cạnh đã thu hút sự chú ý của anh. Trong đoạn tin là cảnh quay Jean Garo giết người. Jean Garo nói phải trả thù xã hội, hắn đã lên kế hoạch để tất cả cùng phát nổ. Nhìn thấy sân vận động phía xa, Andrew nghĩ đến lời nói lúc trước của Jean Garo. Một khi hắn có siêu năng lực, nơi này có thể sẽ là mục tiêu đầu tiên của hắn. Andrew cấp tốc chạy đến đó. Andrew của lúc này chỉ một lòng muốn ngăn cản Jean Garo. Quả nhiên, Jean Garo sớm đã cài xong bom. Đối diện với sự tấn công của Andrew, hắn chẳng mảy may sợ hãi. Hai người thực lực tương đương, không ai nhường ai. Thầy đánh tiếp cũng không phải cách. Jean Garo nhặt điều khiển kích nổ lên rồi bỏ chạy. Andrew nghiến răng đuổi theo. Nhưng chỉ thoáng chốc, Jean Garo đã biến mất giữa biển người trên khán đài. Nơi đây có quá nhiều người vô tội, tuyệt đối không thể đánh bom nổ ở đây. Khó khăn lắm mới phát hiện được Jean Garo, nhưng Jean Garo gian xảo lại khởi động bom hẹn giờ trong xe. Chỉ còn chưa đến 5 phút, Andrew chỉ đành lái xe rời khỏi sân vận động trước. Thấy chẳng còn mấy thời gian, ai ngờ một nhóm cảnh sát lại chặn đường Andrew vào lúc này. Còn có 3 phút, vì sự an nguy của người dân, Andrew chỉ đành nhảy xuống xe. Sau khi để chiếc xe di chuyển tầm nhìn của cảnh sát, anh ôm bom rời khỏi đường. Vốn anh định ném bom xuống dòng sông dưới cầu, lại bị Jean Garo đuổi tới đập cho một phát. Bom rơi ngay bên cạnh lan can. Thời gian chưa đến 1 phút, Jean Garo định kích nổ ngay. Andrew hết cách, chỉ có nước xông thẳng về phía Jean Garo. Cả hai ôm theo quả bom rơi xuống nước. Bùm một tiếng, bọt nước bắn tung tóe. Mãi đến khi xác Jean Garo bắn lên cầu, người dân hóng hớt mới biết chuyện gì xảy ra. Từ đó về sau, Andrew biến mất mãi mãi trong tầm mắt của mọi người. Trong mắt mọi người, anh ấy đã trở thành một vị anh hùng. Mà Andrew hiện tại, đội mũ len hình đầu robot G mà Alexia đan ngày trước, bước lên con đường trừ gian diệt ác, hành hiệp trượng nghĩa. Đây là một bộ phim siêu anh hùng hơi trẻ con. Một gã trộm bị người ta ghét bỏ, cho dù có được siêu năng lực cũng chưa từng nghĩ đến việc hành thiện diệt ác là một sứ mệnh. Cho dù cướp được số tiền tiêu mãi không hết nhờ năng lực siêu nhiên, cũng chỉ mua sữa chua và máy chiếu, vì đây vốn dĩ là cuộc sống của Andrew. Dù sao anh ta cũng chỉ là một kẻ bên lề xã hội. Từ ngày nữ chính bước vào đời Andrew, anh mới thay đổi. Dù thần kinh cô ấy không bình thường, nhưng lại có giá trị quan đúng đắn. Điều này cũng âm thầm ảnh hưởng đến Andrew, đồng thời khiến anh từ tội phạm biến thành siêu anh hùng. Bởi vậy, thứ khiến chúng ta trở thành anh hùng không phải cái gọi là siêu năng lực, mà là sự lương thiện sẵn có trong bản tính của mỗi người. Tôi là Dưa Leo, hẹn gặp lại các bạn ở kỳ sau.